Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Mình vẫn nhớ cách đây khoảng 1 năm trước khi mới bắt đầu tìm hiểu về piano điện thì được các anh em khuyên đấy là chọn piano nên chọn các dòng kết nối Bluetooth, bởi vì kết nối không dây sẽ giúp bạn kết nối được với laptop, tablet và điện thoại di động để học đàn một cách dễ dàng. Mẫu piano điện thế hệ mới Kettman KS1 Bluetooth sẽ đáp ứng được điều đó với giá chỉ 12 triệu, nhưng những trải nghiệm của nó khiến mình bất ngờ. Nếu muốn biết chi tiết hơn về KS1 Bluetooth thì hãy cùng mình giao em nó đến quận 12 cho bé gái dễ thương nào. Các cộng sự của team Minh Phụng đã khởi hành được một thời gian. Đường phố vào ngày cuối tuần tương đối vắng vẻ vì ai ai cũng đã về nhà nghỉ ngơi sau một tuần làm việc vất vả. Đường đến nhà khách ngày càng gần, team được cô chủ nhà đón tiếp hết sức niềm nở. Vào việc thôi, với mẫu KS1 Bluetooth này thì các bộ phận vẫn giống như mẫu KS1 trước đây, cũng sẽ gồm thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, một bộ nguồn và bộ ốc lắp đàn. Quan trọng là sẽ được tặng một chiếc ghế piano cao cấp từ nhà Kettman. Trước khi bóc siêu, mình sẽ mô tả ngắn gọn nhất những điểm nổi bật của KS1 Bluetooth đến anh em. Đàn có thiết kế gọn gàng, mang tính thẩm mỹ cao cùng khối lượng vừa phải, dễ dàng di chuyển trong nhà với hai người. Còn có cảm ứng lực nhấn 5 cấp độ được trang bị trên 88 phím đàn. Đàn sở hữu đa âm 128 polyphony và 20 âm sắc đem đến sự vượt trội về âm thanh và giai điệu. Về kết nối thì có nhiều cổng âm thanh chất lượng cao thông qua cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính bảng và điện thoại thông minh một cách dễ dàng, hỗ trợ và truyền nhận cả dữ liệu MIDI cùng dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Đàn còn sở hữu nhiều chức năng cơ bản như đếm nhịp với metronome, chia bàn phím với slide mode, trộn tiếng với Trinova, tăng giảm tông với jazz bow, đàn tự tắt khi không sử dụng trong 30 phút với chức năng auto off. Điểm nhấn ở cây KS1 Bluetooth này là kết nối không dây qua các app thông minh, giúp không gian nhà bạn gọn gàng không vướng víu dây nhợ, cũng như giúp cho bé nhà bạn tự chủ động học đàn mà không phải sợ vấn đề bé phải tự kết nối dây điện gây nguy hiểm. Đàn có 3 màu trắng, đen, nâu gỗ, cho bạn lựa chọn theo sở thích. Nào anh em cùng xem bé bóc siêu và test những nốt nhạc đầu tiên trên cây đàn này nha. Rất vui vì cô chú đã tin tưởng và ủng hộ mẫu đàn KS1 Bluetooth này để làm bạn đồng hành cùng bé trên con đường âm nhạc. Bên cạnh đó, khi mua đàn tại Minh Phụng Music, các bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, trả góp với lãi suất 0%, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Nếu các bạn muốn mình làm hướng dẫn chuyên sâu hơn về những trải nghiệm khác trên mẫu đàn này, đừng quên comment những câu hỏi ở phía bên dưới nhé. Và hãy like, share, subscribe cho kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video phục vụ các bạn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những lần sau.